nồng nhiệt chào đón quý vị khán giả đang theo dõi live stream trên Facebook Tổng Giám đốc Amway Việt Nam. Anh Huỳnh Thiên Triều hay còn có một cái tên thân mật, đó chính là anh Tony, và fanpage của Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 Hờ Hen Nhe. Và buổi sáng ngày hôm nay thì Hằng và Hen có một vinh dự rất là lớn, sẽ đón nhận một cái buổi sáng bất ngờ từ anh Tổng Tony ạ. Anh Triều ơi, không biết rằng có phải đây là lần đầu tiên mà anh Triều và Hen được lên sóng cùng với nhau không ạ? Vâng, đúng rồi. Trước hết là xin chào tất cả các anh chị nhà phân phối, tất cả khán giả đang xem live stream trên fanpage của Nutrilite, trên fanpage trên Facebook của Triều cũng như là Facebook của Hen, đúng không ạ? Vâng, đây là lần đầu tiên Triều rất là vinh hạnh gặp Hen ở ngoài đời. Biết Hen rất là nhiều, là fan cứng của Hen rất là lâu, từ lúc Hen thi Hoa hậu tới bây giờ, cũng như rằng là biết rất nhiều thông tin về Hen qua tất cả các bạn bên phòng tiếp thị, phòng truyền thông nè, qua những bạn bè của Hen cũng là bạn bè của Triều. Nhưng vô cùng vinh hạnh ngày hôm nay là gặp Hen ngoài đời. Nhưng bật mí cho tất cả mọi người biết rằng là Hen rất đẹp ngoài đời và vô cùng năng lượng, vô cùng trẻ trung, vô cùng gọi là năng động luôn, vô cùng tuyệt vời mọi người ơi. Wow, em cảm ơn anh Triều rất là nhiều. Em chào chị Hằng và chào tất cả quý vị đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Thật sự ngày hôm nay Hen rất là vui được có cơ hội được nói chuyện với chị Hằng và nhất là anh Triều. Hen cũng có theo dõi rất là nhiều trên Facebook của anh Triều. Khi mà anh Triều share bài của Hen, Hen cảm thấy cảm kích quá hả? Được anh Triều share bài của mình. Cái lúc đó là em nhớ là một cái bài post của em về mẹ. Rằng okay, anh Triều share, đúng rồi, trời ơi, luôn á. Như vậy thì khi mà Hen được nhận lời mời hợp tác là chế với Amway cho cái chiến dịch truyền thông Nutrilite gói chọn thiên nhiên sống khỏe chủ động, không biết rằng Hen có những cái cảm xúc gì không ạ? Dạ, đầu tiên là khi mà được nhận lời mời hợp tác là em hối mọi người ký hợp đồng cho lẹ đi. Tại vì trước đó là em đã sử dụng sản phẩm Nutrilite rồi, nên là khi mà được nhận rồi, được ký kết, được làm việc với tất cả các anh chị á, em cảm thấy rất là vui, tự hào và vô cùng vinh dự. Cái từ vinh dự là cái từ mà em sử dụng nhiều nhất luôn. Tại vì cái thứ nhất là vinh dự của em là em được quảng cáo một cái thương hiệu mà tốt sức khỏe cho tất cả mọi người á, nên là em cảm thấy rất là vinh dự để em có thể lan tỏa được điều đó cho tất cả mọi người. Với lại là mình cũng đã từng dùng Nutrilite từ rất là lâu rồi. Hen còn nhớ cái thời điểm mà sau đăng quang á, em là một người bên trong của em á rất là lạc quan, rất là vui vẻ, nhưng mà đâu đó tại vì dinh dưỡng mình không có đủ á, nên là cái mắt mình khi nào cũng buồn hiu, mà trạng thái của mình nó không có ổn định và sức bền nó không có cao. Thì giám khảo rồi tất cả mọi người hay nói là Hen cần phải bổ sung dinh dưỡng cho mình. Lúc đó thì em không có biết về bất kỳ một cái sản phẩm dinh dưỡng nào cả. Xong rồi em gặp một cái chị giám khảo rất là yêu quý em. Chị mới tư vấn cho em là sử dụng sản phẩm của Nutrilite. Xong dẫn em gặp chuyên gia dinh dưỡng. Xong ngày hôm đó em cũng rất là ấn tượng khi gặp chuyên gia dinh dưỡng. Tại vì ảnh kêu là ảnh khoảng hơn 30 mấy tuổi rồi, mà ảnh rất là trẻ luôn. Xong anh nói là cái cách ảnh sống rồi sử dụng dinh dưỡng rồi ăn uống á, lúc đó mình mới wow cái cảm xúc của mình. Và từ cái lúc mà trong cái câu chuyện mà được gặp gỡ ảnh, xong Hen bắt đầu nghiên cứu hơn về cái việc mà cung cấp dinh dưỡng cho mình. Và sau một cái chặng đường mà hoa hậu đương nhiệm á, mặc dù lịch em rất là dày, nhưng mà em không có bị mệt mỏi, em không có bị kiểu giống như trước đó chưa có dinh dưỡng á, người mình cứ kiểu như trạng thái luôn luôn bị khô á, gì nó không có mứt mát đó. Sau khi đó là bắt đầu dùng dinh dưỡng, xong rồi người em nó khỏe hơn, khi nào cũng sẵn sàng chạy tất cả các lịch mà mình không bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và từ đó là Hen có cái cách gọi là sống khỏe chủ động, và biết cái cách mà làm sao cho mình khỏe, và giống như là Nutrilite là một phần để giúp cho Hen khỏe hơn mỗi ngày. Wow, nghe hay không vậy? Quá thú vị luôn Hen ơi. Như vậy là Hen đã có sử dụng kinh nghiệm sử dụng Nutrilite trong vòng khoảng hơn 5 năm rồi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Và Hen cũng có một cái lịch trình khá là bận rộn, và công việc là đòi hỏi những cường độ cao, do vậy cần phải có bổ sung thêm về dinh dưỡng. Và với anh Triều đây cũng là một người mà có thể nói là bận rộn không thua gì Hen hết luôn. Ví dụ như điển hình là trong mắt của em là nhân viên của anh Triều thôi ha. Có thể nói là ở công ty thì sẽ có một cái lịch được gọi là cái lịch tổng hàng tháng á. Thì nhiệm vụ của nhân viên đầu tiên là sẽ lên trên lịch đó coi thử là tổng giám đốc sẽ đi công tác từ ngày nào. Giờ anh biết anh bị lộ thông tin đâu. Sau,
xong rồi sau đó thì bắt đầu là sẽ căn những cái ngày lịch của anh Triều xem thử rằng là có thấy ảnh đâu đó hay không. Mà em thì được cái may mắn là em ngồi đối diện anh Triều luôn. Cho nên thành ra là anh Triều đi ra đi vô là mình phát hiện hết. Nhưng mà mình phát hiện thấy rằng là thời gian mà ảnh ở trong trong cái phòng làm việc của ảnh ít hơn ở trên phòng họp. Đó. Và anh nhân viên nào mà muốn gặp anh Triều á thì phải một là phải đi thiệt sớm lúc 8 giờ sáng để vô được phòng riêng gặp anh Triều. Anh Triều làm sớm lắm, đến 8 giờ sáng rồi. Còn hoặc một trường hợp thứ hai nữa là anh Triều sẽ có mặt ở trên Facebook, nghe anh Triều đặt những cái bài đăng tương tác với nhà phân phối để mà truyền cảm hứng cho nhà phân phối lãnh đạo. Đó. Nhưng mà được cái là anh Triều chưa bao giờ bỏ lỡ những cái cuộc họp lãnh đạo hàng tháng cũng như là cuộc họp của nhân viên. Và khi anh Triều mà xuất hiện á, đó giống như em thấy ngày hôm nay là rất là tràn đầy năng lượng và rất là nhiệt huyết, mà không biết năng lượng của anh Triều đến từ đâu, anh Triều chia sẻ cho mọi người được biết đi ạ. Thực ra thì năng lượng của Triều đương nhiên là vì Triều là người rất là vô cùng bận rộn, đi công tác nhiều, lịch họp rất là nhiều, thậm chí rằng là lịch họp ở Việt Nam và lịch họp ở nước ngoài, bên Mỹ, tại vì văn phòng chính của Amway bên Mỹ, do đó cái thời gian nó lại trái nhau, đúng không ạ? Do đó dường như dày đặc từ sáng sớm. Nhưng 15 năm nay thì anh vẫn giữ cái thói quen, thứ nhất là tập thể dục, cái thứ hai rằng là cái chế độ nghỉ gọi là re-stress ra, làm không quản lý được cái stress của mình là vô cùng quan trọng. Tại vì đối với công việc của anh là vô cùng là stress và căng thẳng, thì làm sao mà giải quyết được, quản lý được cái stress của mình, đúng không ạ? Và thứ ba nữa là chế độ ăn uống và chế độ dinh dưỡng. Thì đó là ba cái. Về tập thể dục thì anh tập thể dục thật sự ra rằng là bắt đầu chạy bộ thì khoảng này 10 năm anh đã chạy bộ. Mỗi ngày anh chạy đều 5 cây số. Ví dụ sáng là anh dậy là 5 giờ, 5 giờ rưỡi là anh đã chạy 5 cây số, khoảng dành 30 phút, 35 phút để hoàn tất cái nhiệm vụ của mình. Nhưng mà trở thành thói quen. Những tháng đầu tiên thì hơi vất vả, phải cố gắng, phải nỗ lực, đúng không ạ? Nhưng sau đó thì không thể thiếu được, dù anh đi đâu, dù ở môi trường thời tiết như thế nào, điều kiện ra sao, thì sáng phải rằng là nửa tiếng đồng hồ chạy bộ. Sau đó thì anh dành là 10-15 phút tập yoga. Có những lúc thiền, có những lúc căng thẳng quá thì thiền. Thì khi mà chạy bộ mà và tập yoga như vậy thì cho Triều có năng lượng. Cho anh có năng lượng dễ sợ lắm, khi mà anh cảm thấy là dường như rằng là mình full energy lại, full cái năng lượng lại cho một ngày mới bắt đầu. Và trong lúc chạy bộ thì toàn bộ tinh thần của mình dường như nó phải trải ra. Anh thích chạy bộ là không những là anh thích nhất là chạy bộ ở bên ngoài. Bên ngoài, thứ nhất là mình chạy bộ bên ngoài thì sao, mỗi cái nơi mà anh đến, mỗi cái nơi mà anh đi thì có bước chân của mình, đúng không ạ? Và thứ hai đó là mình được ngắm cảnh thiên nhiên. Mình hít được cái không khí trong lành, thời tiết mát mẻ của từng nơi. Do đó rằng là cảm thấy tinh thần thoải mái, sảng khoái, năng lượng hơn. Và sau đó thì anh dành 15 phút, 20 phút đi yoga để cho cơ thể mình nó dẻo dai. Tại vì anh thí dụ như cỡ 50 như anh rồi thì cần phải nhiều khi là cơ nó căng, hoặc là nhiều khi mình ngồi lâu quá trên máy để mà họp thì cơ thể mình nó căng cứng đi. Thì mình cần phải cho nó mềm dẻo ra, relax ra và dẻo dai hơn. Và đồng thời rằng là chế độ dinh dưỡng. Thật ra thì anh dùng Nutrilite là hơn 15 năm. Hơn 15 năm. Hơn em rồi. Cái này chặt em nha, em mới có 5 năm thôi nha. Đương nhiên rồi, tại vì rằng là khi mà nhận nhiệm vụ là khi vào Amway thì anh tìm hiểu về Amway thì anh phải tìm hiểu về Nutrilite, về dinh dưỡng. Thì lúc đó anh bắt đầu thử. Thử thì anh cảm giác rằng là thấy được cái sức khỏe của mình một vài tháng trước khi mà sử dụng Nutrilite, và ngay vài tháng sau mà khi đã sử dụng Nutrilite thì cái sức khỏe của mình, cái cơ thể của mình nó khác hẳn. Và dường như rằng là anh cảm nhận được rằng là ngày trước anh bơi, trước khi sử dụng Nutrilite thì anh bơi chỉ có một vòng bơi thôi thì anh đã đuối rồi. Nhưng mà sau khi mà vài lần sử dụng Nutrilite, vài tháng sử dụng Nutrilite thì anh bơi qua bơi lại thì anh vẫn còn muốn bơi nữa. Nghe hay, nó thú vị quá. Nhưng mà cái câu chuyện mà Nutrilite thay đổi cái sức khỏe nó có thật. Bản thân em khi mà em sử dụng Nutrilite và team của em á, mọi người chưa có dùng, một tuần em thay 3 trợ lý. Bệnh anh này bệnh nghỉ không đi được, anh thứ hai ốc vô nghỉ không đi được, chị thứ ba đi vô nghỉ bệnh luôn. Đúng mà rồi. Trong khi đó em không hề bị cảm, không hề bị bệnh, cứ đi suốt luôn. Thì em thấy là đó là sau khi cái chuyến đi đó em nói là mọi người nên uống vitamin của Amway đi. Đúng rồi. Chắc chắn rồi. Mọi người sẽ khỏe như em. Đúng rồi. Và bản thân anh cũng vậy, đi đâu anh cũng mang theo Nutrilite cả. Bất kể thí dụ như là kể cả trong lúc nào trong túi của anh cũng có một hộp đầy đủ dinh dưỡng. Đầy đủ dinh dưỡng như thế này nè. Đầy đủ dinh dưỡng như thế này. Thì đó, thấy không? Đầy đủ hết tất cả các sản phẩm. Và
vô cùng tiện lợi, cũng như rằng là vô cùng hữu ích, cũng như là cho anh một cái sức khỏe, chăm sóc sức khỏe chủ động. Wow, đấy. Có thể nói thì là anh Triều và Hen, em thấy là có hai điểm chung rồi đó. Dạ em thấy chung nha. Điểm chung thứ nhất là hai người đều rất là bận rộn. Điểm chung thứ hai đó là hai người đều rất là yêu thích Nutrilite và xem Nutrilite như là một phần trong cái hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động của mình. Hồi nãy anh Triều có chia sẻ về cái câu chuyện về tập thể dục, về chạy bộ rồi thiền yoga, kiểm soát căng thẳng rất là tốt. Còn không biết về Hen á, thì cái hình thức vận động của Hen như thế nào để mà Hen có được một cái sắc diện như ngày hôm nay? Em nghĩ là em với anh Triều có nhiều cái điểm chung khác, điểm chung hơi giống giống tương đồng nhau, ví dụ như là rất là quan tâm về sức khỏe của mình. Cái thứ hai cũng dành thời gian tập luyện nhiều, và cái thứ ba là dinh dưỡng là tối ưu để mình có được cái năng lượng của mình. Bản thân Hen cũng vậy. Ví dụ như là về gym đi, Hen là một người rất là thích tập luyện, nhưng mà cái thời gian tập nó lại không có nhiều lắm. Vì lý do là cái thời gian mà mình đi quay á, cứ ví dụ như là từ buổi sáng tới cuối khuya mình phải dành thời gian để nghỉ nữa, nên là cái lúc mà khi nào mà off, ví dụ như là cuối tuần này, hoặc là ngày nghỉ, ví dụ như 30 tháng 4, 1 tháng 5 đi, mọi người đi chơi đi, hoặc là về quê đi, không, em ở lại thành phố Hồ Chí Minh, tại vì sắp tới em có rất là nhiều chương trình quay mà liên quan đến cần fit body của em. Nên là em đã ở lại, em xin mẹ, mẹ ơi, lễ này con không về, nếu có rảnh thì mẹ lên lại Sài Gòn với con nha. Để trong cái khoảng thời gian đó là em tập luyện, tập gym ở tại phòng tập của mình. Hen thì tập gym chủ yếu là build cái cơ của mình. Ví dụ như là mỗi lần tụi em xuất hiện á, là hay bị để ý lắm. Ví dụ như là chỗ này còn mỡ nè. Hoa hậu mà. Rất là để ý luôn. Nên cái việc mà ví dụ như là em siết cái bụng của em này, hoặc là em build lại cái vòng ba đó, rất là quan trọng luôn. Nên cái việc mà tập luyện của em nó rất là kỹ càng. Nhưng mà em cũng giống như anh Triều, ví dụ như là khi mà em đi công tác xa, em sẽ dành cái thời gian mà ở ngoài để chạy bộ. Để mà thứ nhất là vừa ngắm thiên nhiên, cái thứ hai là mình cảm nhận được cái lấy lại cái năng lượng khi mà mình làm việc căng thẳng á. Em còn nhớ là cái thời gian mà em đi quay phim ở Hà Giang á, ví dụ như là đi quay sớm 7 giờ sáng thì em không thể chạy bộ được, tại vì 5 giờ em phải dậy make up. Còn mà đi quay 9 giờ là em nghĩ là trễ, là mình sẽ có khoảng thời gian 2 tiếng để chạy bộ. Mình cảm giác rất là sướng và lấy lại cái năng lượng, và cái ngày đó mình làm việc nó không có mệt. Thật sự là làm cho mình cảm thấy rất là khỏe. Xong mình ăn uống rồi dinh dưỡng thêm nữa, là ngày hôm đó mình không có mệt. Mặc dù là mình có ngâm nước, nhưng mà mình không có bị cảm hay là bị bệnh gì cả. Mình cảm thấy mình rất là khỏe và có thể theo được mọi người. Nhưng mà cái lịch trình như vậy nó không phải là xuyên suốt, mà nó do là cái lịch trình của hai anh em mình tương đồng nhau á, nên là nó cứ kiểu là có những cái lúc là mình không có thời gian để chăm sóc sức khỏe của mình, không có nhiều thời gian để mà mình có thể làm được cái mục tiêu, ví dụ tập gym, chạy bộ của mình nó đều đặn. Nhưng mà dạo gần đây của em cũng phải, tại vì em cũng có cam kết với VT của em là mỗi ngày em phải chạy 5 km đó. Giống anh chứ không, anh kia là mỗi ngày anh chạy được 5 cây á, là ngày nào hôm nào anh với em mà đi cùng một điểm á, hẹn nhau chạy bộ nha. Được em thích nha anh. Cái công nhận là anh Triều với Hen là xứng đáng là đại diện của Âm Quay và Nutrilite luôn truyền cảm hứng cho mọi người để mà có thể lan tỏa những cái lối sống lành mạnh, như từ cái việc chúng ta tập thể dục hoặc là kiểm soát căng thẳng. Như anh Triều á là kiểm soát căng thẳng bằng cách là đi đâu cũng cười hết trơn á, trong một cái phòng họp cực kỳ căng thẳng, là cứ hàng ngồi ở bên ngoài nhưng mà nghe trong phòng họp tiếng anh Triều hả vang vọng hết cả văn phòng luôn. Thì đặc điểm nhận diện khi anh Triều đi về là cứ nghe tiếng của anh cười là biết là anh đã có mặt ở tại phòng họp bên rồi. Vậy thì bữa trước thì Hằng tình cờ quan sát ở trên live stream của Hen ở trên fanpage á, thì thấy rằng là hôm đó Hen có ăn một cái món ăn là như là ức gà với lại rau củ quả hấp gì đó mà ăn ở trên ô tô luôn. Thì Hằng cũng không ngờ là một người bận rộn vừa phải tập thể dục năm chạy 5 km mỗi ngày như Hen này vừa có thể chuẩn bị một bữa ăn như vậy. Sao hay quá vậy Hen, chia sẻ bí quyết cho mọi người. Thật sự là cái câu mà sức khỏe chủ động nó rất là quan trọng, và em thấy là nó là giống như là một cái highlight trong cái cuộc sống của mình luôn. Nên là mình luôn nhớ cái điều đó. Và cái việc ăn uống nó cũng nằm trong một cái phần sức khỏe chủ động của mình. Ví dụ như là khi mà sáng sớm mình di chuyển sớm như vậy, nếu mà mình có thể ra ngoài ăn á, mình có thể gọi là bún hoặc là một chút thịt gì đó, em cảm thấy là nó chưa có đủ dinh dưỡng cho em. Nên là cái việc những cái món ăn em làm, giống như chị Hằng có xem cái video đó, nó cực kỳ đơn giản thôi, chỉ là món luộc, món hấp. Nhưng mà đâu đó là có rau, có cơm và có gà, nó đủ cho cái dưỡng chất cho chính bản thân em. Ví dụ như là em có rau thì nó có rất là nhiều màu sắc khác nhau, màu xanh, màu cam, màu đỏ, màu vàng. Xong rồi có cơm thì cũng ở quê mẹ gửi lên cho em. Càng ăn càng nhai kỹ càng cảm thấy ngon. Em làm món ăn cực kỳ đơn giản, chỉ có hấp với luộc thôi. Nhưng mà khi mà mình tận hưởng cái cảm giác đó, mình cảm thấy là rất là sướng luôn. Và mình cảm giác là đúng là
thức ăn làm cho mình bồi bổ, giúp cho mình phát triển, có cơ hội làm được nhiều thứ tuyệt vời và cảm nhận được cuộc sống của mình. Và mỗi lần mà em ngồi trên xe như vậy á, mọi người hay thắc mắc là ăn như vậy trên xe có bị mùi không? Tự nhiên vô tình là mình ăn quen á, mình chả có cảm giác là mùi mà mình cảm giác rất là tận hưởng. Hồi xưa là em ngồi xe là say xe. Nhưng mà bây giờ từ khi mà mình biết được cái cơ thể mình chăm sóc tốt á, mình ngồi xe cỡ nào cũng được hết. Và mình còn ăn và thưởng thức một cách rất là thoải mái nữa. Dòng người chạy tới chạy lui, mình vừa ăn, vừa cảm nhận đồ ăn của mình, vừa quan sát được cuộc sống ở bên ngoài. Và cảm giác nhớ cả mẹ nữa đúng không? Dạ, đó, gạo của mẹ gửi gạo luôn của mẹ gửi. Đó là cảm giác đâu đó là món ăn có rất là đầy đủ hương vị, vừa cảm và cả cảm xúc nữa. Dạ, vâng. Nhưng mà bình thường là đó là một cái bữa ăn là Hen có thực hiện được nó một cách thường xuyên hay không? Hay có những cái rào cản nào cản trở cho Hen thực hiện cái thói quen? Em nghĩ là có, tại vì cái thời điểm đó là chỉ có em ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là em về quê mới đủ được dụng cụ nhà bếp rồi đồ trong tủ lạnh để em có thể nấu được, đi chợ được. Nhưng mà khi mà em đi các tỉnh thành khác, là mình ở khách sạn hoặc là ở homestay, Airbnb này kia các kiểu, là nó không đủ dụng cụ. Với lại là mình cũng không có thể đi chợ được, và nhất là đi nước ngoài đi. Cái mình mua được khi mà đi nước ngoài có lẽ là trái cây và đem theo thôi. Còn những cái món mà tự nấu như vậy hầu như là không có thể chuẩn bị được. Mình phải ăn nhanh, đôi khi nó hơi bất tiện cho em. Rất bất tiện luôn. Anh hoàn toàn đồng cảm với Hen. Anh cũng là người bận rộn như vậy. Do đó là hôm nay anh có một chuẩn bị một bữa ăn sáng bất ngờ cho hai em. Anh biết là hàng hôm nay là gì để chuẩn bị, do đó là em cũng chưa ăn sáng đúng không? Đúng rồi. Anh rất hiểu. Do đó anh có chuẩn bị một phần ăn sáng cho hai em vô cùng đặc biệt. Đó là đây vô cùng hấp dẫn nha. Đây là một cái sản phẩm và bữa ăn thay thế meal replacement của Bodyki. Đấy, tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Một gói nhỏ như vậy thôi nhưng mà đủ lượng, đủ chất, rất là tiện lợi. Em có thể mang đi khắp nơi, và anh nghĩ rằng là gì? Bodyki sẽ là người bạn đồng hành với Hen cũng như anh trong suốt hành trình đi công tác nè, hoặc là đi du lịch nè, hay là bất kể nơi nào, hay là kể cả trong những lúc bận rộn nhất. Ví dụ như anh là hội họp bận rộn nhất thì Bodyki là cứu tinh của anh. Ở trên đây có ba cái vị á, Hen thì năm cuối năm 2011 thì ở công ty có ra vị cà phê và vị sô cô la. Và dự kiến trong thời gian tới nữa thì công ty sẽ cho ra cái vị trà sữa nè. Không biết trước đây thì Hen đã có từng sử dụng Bodyki bao giờ chưa? Dạ có, em có dùng nhưng mà em không có dùng như kiểu là anh Triều chia sẻ là mình có thể thay thế các bữa ăn. Hồi đó là dùng để xích cân. Mọi người có thấy em giữ cân hoài, em có bí quyết đó thì là em hay uống Bodyki để mà mình giữ được cái cân nặng của mình. Và đôi khi á là lễ hoặc là Tết á em ăn rất là nhiều luôn, xong bắt đầu là phải giảm cân thì chỉ có Bodyki hỗ trợ em. Thì thật ra rằng là ví dụ như rằng đối với Bodyki không những chỉ rằng là để quản lý cân nặng, mà meal replacement, bữa ăn thay thế của Bodyki cũng là một bữa ăn thay thế mà, đúng không ạ? Do đó đủ chất, đủ lượng và cũng như tiện lợi. Do đó rằng là và nhanh chóng nữa, thực hiện bữa ăn rất là nhanh chóng. Đối với anh thí dụ như rằng là trong khi mà họp suốt đi, họp tới 1-2 giờ chiều, có những buổi họp là xuyên trưa, thì sao, thì chỉ cần 1 phút anh xét tại chỗ và đầy đủ chất, và cũng như rằng là đảm bảo được một cái chế độ dinh dưỡng nó đầy đủ và hợp lý. Một gói sản phẩm này thì nó có chứa khoảng 17g protein thực vật và đến 22 vitamin và khoáng chất, 5g chất xơ, mà chỉ có mức năng lượng chỉ có khoảng là 205 kcal thôi. Cho nên nó sẽ hỗ trợ cho mình là có thể là bổ sung như là một bữa phụ trong những ngày họp dài của anh Triều. Hoặc là nếu như mà mình muốn làm một cái bữa ăn một cách trọn vẹn hơn á, thì mình có thể kết hợp thêm một đĩa salad vân vân. Hoặc ngày hôm nay em thấy anh Triều có chuẩn bị cái gì mà quá trời sắc màu. Đúng rồi, đây là một dĩa trái cây ngũ sắc, đúng không ạ? Đúng theo cái concept của phytonutrient. Cái này là gì nhỉ? Phytonutrient. Dạ, nó gọi là dưỡng chất thực vật anh. Đúng rồi, dưỡng chất thực vật. Rất là đẹp đúng không ạ? Rồi anh mời mọi người nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Bây giờ như vậy đi, mỗi người chọn cho anh một hương vị. Nhưng mà hôm nay Hen là khách đặc biệt của anh đúng không? Cho Hen chọn trước và em sau đó em chọn trước ạ. Vâng ạ. Cà phê thì em có uống rồi. Sô cô la cũng uống rồi. Mẹ em đang dùng sô cô la luôn. Và bây giờ em sẽ thử món mới, trà sữa. Trà sữa. Em xin phép anh chị là em dùng trước nha. Trà sữa. Mặc dù là trà sữa nhưng mà nó có khoảng 200 mấy kcal nha. Dạ đúng rồi, có 205 kcal thôi. Còn một cái ly trà sữa bên ngoài mà Hen uống á, nếu như size M thôi nha, thì nó bèo lắm cũng khoảng là 350 đến 400 kcal. Còn nếu như Hen uống size
L thì nó có lên đến 500 và 600. Wow. Nhưng mà nó chỉ hầu hết nó sẽ là có đường với lại cái hương trà sữa thôi. 500, 600 là mới chạy được cái 5 cây đó. Đúng. 5 cây của mình mới đốt được từng đó thôi đó. Đó, 5 cây hả? 5 cây khoảng 300 mấy. Yeah. Em chạy khoảng 10 cây. Đúng không ạ? Hồi đến Việt em nữa nha. Em biết anh Triều thích uống cà phê cho nên thôi em mạn phép em chọn sô cô la cho nó yên ổn anh ạ. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh chị. Rồi, bây giờ như vậy mỗi người giúp anh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách pha chế nha, vô cùng nhanh chóng và tiện lợi nha. Cái mình yêu thích. Ok. Đấy. Mọi người xé ra nha. Dạ. Mọi người xé ra bỏ vào bình. Rồi. Hay quá. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Dạ. Chỉ cần là gì đem theo đi khắp nơi, mình dự kiến rằng là mình đi đâu mấy ngày đem vài gói đúng dạ. không? Với tùy theo cái nhu cầu của mình. Dạ. Bình thường là em hay buổi sáng của em á, em cũng hay lắc uống nhưng mà em lắc chung với lại collagen. Collagen. Okay. Đấy. Em có mang theo collagen nhiều không? Nhưng mà bữa nay từ khi mà chị Hằng với lại anh Triều chia sẻ cái này em sẽ mang theo. Thì nước bỏ trong vali của mình. Nước thì em có thể pha nước lạnh. Nhưng anh thì anh thích pha nước ấm. Tại nước ấm nó sẽ làm cho cái bữa ăn thay thế mình body key nó có cái độ sánh lên và anh lại thích cái vị của nước ấm. Nhưng mà tùy theo mọi người có thể pha nước lạnh tại vì cái sự tiện lợi đúng không ạ, cũng rất ngon nha. Nhưng mà tùy theo sở thích mọi người cứ thử hai cách. Ở coi nhà cái nào. Cũng pha nước ấm anh ạ. Rồi tí nữa nha. Vậy là em uống ở nhà pha nước ít lắm. Vậy là Hen thích uống đậm vị đúng không? Đậm vị đúng không? Thường cái này thì mình sẽ pha tầm khoảng 250ml nước. Ví dụ như những anh chị nào mà kiểu như là trước cái bữa ăn mà có tập những cái bài mà siết cơ về cơ thì có thể pha cái này, có thể bổ sung thêm một muỗng protein nữa để mà gia tăng cái lượng protein phù hợp để mà mình phục hồi cơ sau khi mà mình tập luyện. Vậy là em bỏ được rồi, mọi người cứ xét lên. Đúng rồi. Xét lên. Thôi giờ mình đứng lên theo anh đi nha. Đứng lên làm theo anh đi cho nó vui nha. Rồi ok. Tập luyện buổi sáng nha. Tập luyện buổi sáng, tập cơ. Tập cơ. Lắc bên phải. Lắc bên phải. Lắc bên trái. Lắc bên trái. Lắc ở dưới phải. Lắc dưới trái. Ok, lắc vòng vòng. Thôi các bạn em xoay máy nha. Cho vậy cho đủ một phút. Rồi, cảm ơn mọi người có thể sử dụng. Cảm ơn anh chị. Thấy rất là nhanh không ạ? Đấy, rất là nhanh. Và xong em thử rồi nè. Em thử coi cái hương vị trà sữa của em như thế nào. Dạ, vâng. Cái vị này rất là thơm đó. Anh Triều em nhớ là lúc nào sáng nào anh Triều cũng cần cà phê đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Do đó thì kể từ lúc mà có meal replacement thì anh bỏ một bữa cà phê. Thì anh thay thế đây bị có cà phê rồi. Sau đó trưa thì anh uống cà phê. Một hai ba body key đi. Một hai ba body key. Cảm ơn anh Triều nhiều, cảm ơn chị Hằng nhiều. Vậy là buổi sáng ngày hôm nay em đầy đủ dưỡng chất và ngon nữa. Ngon. Và mời hai em ăn trái cây. Bình thường khi mà Hen đi show hay diễn gì đó thì Hằng quan sát thấy rằng là Hen rất là thích ăn trái cây. Hôm vừa rồi mới coi một cái clip mà Hen chia sẻ rằng ăn xoài bơm, hay xoài bóp hay gì đó ở quê gửi ra nên cảm giác là Hen rất là thích yêu thích cái ăn trái cây đúng không? Chắc Hen thích ăn xoài vậy mời Hen ăn xoài. Dạ em xin, em cảm ơn anh. Em thích ăn gì hả? Dạ anh cho gì em ăn đó anh ạ. Màu đỏ trong rực rỡ. Dạ. Thật sự mà nói là đúng, em rất là thích ăn trái cây và nhất là đi nước ngoài thường cái option mà em hay tìm kiếm đó là đi tìm một cái siêu thị nhỏ nhỏ xong bắt đầu mua trái cây về nhà. Nhưng mà khi mà mình đói á, mình ăn trái cây không á nó bị hơi bị hùn cào cái ruột của mình. Đúng. Nhưng mà có bây giờ là có body key và em hiểu được cách hai anh chị hồi nãy chia sẻ cho em thì chắc chắn là em sẽ uống cái này rồi ăn trái cây. Đúng rồi. Sẽ là một cái bữa sáng tuyệt vời của em, không cần phải đắn đo suy nghĩ là mình tìm đồ ăn ở đâu hoặc là đi nước ngoài hay cái kiểu là thèm đồ Việt Nam. Đúng rồi. Uống cái này là mình sẽ bớt thèm hơn, mình tập trung làm việc. không biết Hen thì sao, hoặc anh Triều hay đi công tác thường xuyên thì sao, như em là trainer thì thỉnh thoảng em cũng có hay đi Hà Nội này nọ đó. Nhưng mà khi đến một cái vùng mới, một cái địa điểm mới á, mà mình ăn những cái loại thức ăn đó thì lúc nào đường ruột của em cũng sẽ hơi có vấn đề. Cho nên là nếu vậy thì với trái cây và với body key thì em nghĩ là mình cũng có thể là
có một cái bữa sáng vừa dinh dưỡng tiện lợi và cũng không e ngại về những cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nữa. À, không những vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm mà đối với anh đi, anh là ăn đồ Tây không được, nhưng mà anh thường xuyên đi công tác ở châu Âu hoặc là đi du lịch châu Âu, thì đó là một cái, nói đến ăn ở châu Âu đó là một cực hình đối với anh. Do đó gì có bữa ăn thay thế body key đó là vị cứu tinh của anh. Dạ. Do đó là trái cây body key, đúng không ạ? Thường ăn sáng thì về trái cây và một gói body key. Dạ. Còn nếu mà giảm cân hoặc là những cái bữa mà bận rộn quá đó thì anh không bỏ bữa. Dạ. Anh sẽ dùng một gói body key ngay tức khắc. Dạ. Do đó hợp suốt luôn. Do đó nhiều khi các bạn nói sao anh chiều hợp liên tục mà hợp luôn trưa, không ăn trưa, không. Anh đã có body key. Bỏ gì chứ đừng bỏ bữa, đúng không? Đúng rồi, bỏ gì không bỏ bữa. Mà cũng không bỏ hộp luôn, đúng không anh? Bỏ hộp, ok. Để anh bỏ. Tụi em hộp thì để anh bỏ. Dạ. Hay quá. Ồ, em uống hết rồi. Nói chuyện mua hồi cái uống hết rồi. Cái vị của em nó rất là ngon và vô cùng dễ uống, không còn một ít nữa này, em uống cho hết luôn. Như vậy có thể nói là cái này chỉ trong một phút mình chuẩn bị thì có vẻ rất là dễ và vui vẻ, nhẹ nhàng. Mình không mất quá nhiều thời gian để mà mình chế biến thức ăn. Nếu như mình ở nhà thì mình sẽ rất chủ động ha. Nhưng mà nó sẽ em nghĩ là em sẽ bắt chước anh Triều. Tại vì thời gian qua, hồi trước của em á, em từng xuống cân một cách rất là kinh khủng. Tại vì cái thời gian di chuyển mình quá nhiều, mình có thời gian để ăn. Nhưng mà em đã có sản phẩm mà vừa đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung dinh dưỡng cho em, uống ngon, khỏe, tiện lợi. Thì em có thể mang theo và lắc, ngồi từ trong xe có thể lắc nước suối bình thường thôi. Dạ, mang đầy đủ như vậy, xong rồi ăn thêm trái cây ngồi trên xe. Wow, tiện lợi. Em nghĩ là trong thời gian tới em sẽ càng ngày càng đẹp, đúng không? chắc chắn rồi. Dạ. Đấy. Do đó là gì, tất cả anh chị, tất cả nhà phân phối và khán giả thân mến, đừng bao giờ bỏ ăn nhé. Bởi vì kể từ ngày hôm nay các anh chị đã có bữa ăn thay thế body key, meal replacement của body key rồi. Và chúng ta có ba hương vị khác nhau, đúng không ạ? Có thể thay thế mỗi ngày mỗi hương vị khác nhau, rất là tiện lợi và nhanh chóng. Do đó không nên bỏ bữa tất cả mọi người nhé. Và nếu như anh chị nào quan tâm đến về sản phẩm body key á, thì các anh chị có thể truy cập vào trên website onway.com.vn để cập nhật các thông tin chi tiết liên quan đến về sản phẩm và có những cái cách thức để mà biến tấu với lại sản phẩm rất là thú vị với lại bữa ăn của chúng ta. Và nghe nói là Hen cũng chuẩn bị có một cái show tiếp theo rồi, phải không Hen? Hôm nay em phải quay. Và anh Triều cũng có một cuộc họp nguyên ngày đang dài dằng dặc đang chờ anh Triều ở đây, cho nên là chắc là chúng ta sẽ kết thúc livestream tại đây anh Triều và Hen nhé. Dạ. Vâng, và cảm ơn Hen rất là nhiều đã tham gia chương trình cùng với anh ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn Hen đã tham gia là hỗ trợ cho chương trình truyền thông của nhãn hiệu Nutrilite. Mọi người rất là yêu quý Hen và rất là mong muốn Hen gặp lại Hen trong những cái diễn đàn sắp tới cũng như là trong những cái sự kiện sắp tới. Dạ, chắc chắn. Em cảm ơn anh Triều, cảm ơn chị Hằng ngày hôm nay đã chia sẻ em về cái cách sử dụng body key một cách hiệu quả và tối ưu nhất để em có thể hỗ trợ cho cái sức khỏe của em, nhằm em có thể có đủ sức khỏe, đủ năng lượng để có thể làm việc thật tốt và tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng một cách rất ý nghĩa. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian để xem livestream ngày hôm nay. Hy vọng là tất cả quý vị khán giả, những người yêu mến Hen có thể theo dõi hành trình của Hen trong cái thời gian vừa qua. Hen có sức khỏe tốt ra làm sao hay là body ra làm sao thì Hen đã chia sẻ bí quyết của Hen như ngày hôm nay. Và hy vọng là tất cả quý vị khán giả có thể bắt đầu thử và sẽ sử dụng Nutrilite giống như Hen đã sử dụng và tất cả các anh chị ở đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị đã xem video này, livestream này và buổi chia sẻ dinh dưỡng ngày hôm nay của anh Triều và chị Hằng. Vâng ạ, cảm ơn chị Hen, cảm ơn anh Triều. Và mong rằng tất cả ba người chúng ta ở đây sẽ sử dụng body key thường xuyên. Và đặc biệt những anh chị khán giả đang theo dõi livestream lại càng nên sử dụng body key, đúng không ạ? Và mong rằng sẽ nhiều càng lúc càng nhiều người hơn nữa sẽ sử dụng sản phẩm body key by Nutrilite. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi livestream và xin chào. Để anh tặng quà cho Hen đã. Tặng quà cho Hen. Để em còn sử dụng chứ. Rồi, gửi tặng Hen. Trà sữa nha. Cảm ơn anh Triều, cảm ơn bạn Hằng rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vẫy tay để chào khán giả được không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại nha.